Thưa quý vị, tại tỉnh Tiền Giang, chỉ từ mâu thuẫn trong lúc đi vệ sinh ở quán karaoke, hai nhóm người đã lao vào hỗn chiến dẫn đến án mạng. Bảy đối tượng liên quan đến vụ án mạng này đang bị công an tỉnh Tiền Giang bắt giữ để điều tra về hành vi giết người, cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Theo điều tra, khoảng 22 giờ ngày 13 tháng 12, Linh cùng Hoàng và Tấn đi ô tô đến hát karaoke tại phòng số 9 của quán Úc Nhị thuộc ấp Mỹ Phú, xã Thiện Trí, quyền Cái Bè. Cùng thời điểm, nhóm của Lê Hoài Phong sinh năm 1995, ngụ quyền Cái Bè đang hát karaoke tại phòng số 6. Trong lúc đêm vệ sinh, giữa Linh và Phong xảy ra mâu thuẫn. Linh bị nhóm của Phong đánh bị thương nên chạy ra ô tô lấy dao quay lại đâm Phong, Gia, Duy bị thương. Sau khi gây án, nhóm của Linh lên xe bỏ trốn, còn Phong được các đối tượng đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Quyền Cái Bè, sau đó tử vong trên đường chuyển lên bệnh viện tuyến trên. Đến khoảng 3 giờ ngày 14 tháng 12, công an bắt giữ Linh Quang và Tấn tại một nhà trọ ở ấp Lợi Trinh, xã Mỹ Lợi A, huyện Cái Bè. Được biết Linh và Quang là hai đối tượng đều có tiền án tiền sự, riêng Hoàng là đối tượng có 3 tiền án và đang là đối tượng truy nã của công an huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đang tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý 7 đối tượng về hành vi giết người, cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng theo quy định của pháp luật.